Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về trường hợp Mac Caric. Đức tham Cha kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện phụng vụ. Hàn Quốc mong muốn hòa bình và thống nhất. tin Hoa Kỳ Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về trường hợp Caric. Đức Hồng Y Tanyan Trinado, Tổng Giám mục Gaveston Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ra tuyên bố sau đây về quyết định của Tòa Thánh trục xuất Theodore Caric khỏi hàng giáo sĩ Toàn văn tuyên bố của Đức Hồng Y Trinado như sau Thông báo của Tòa Thánh liên quan đến Caric là một tín hiệu rõ ràng rằng lạm dụng sẽ không được dung thứ, không có giám mục nào dù có ảnh hưởng đến đâu được ngồi trên giáo luật. Đối với tất cả những người bị Macaric lạm dụng, tôi cầu nguyện cho phán quyết này sẽ là một bước nhỏ trong số nhiều bước khác hướng đến việc chữa lành. Đối với các giám mục chúng tôi, điều này củng cố quyết tâm của chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn Đức Giáo hoàng Francisco về đường lối quyết liệt mà Ngài đã dẫn dắt giáo hội trong việc đáp trả. Nếu anh chị em đã từng bị lạm dụng tình dục dưới tay của ai đó trong giáo hội công giáo, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương của anh chị em và giáo phận địa phương hoặc giáo phận công giáo đông phương. Cuối cùng, Đức Hồng Y Trinado đoàn hứa, các điều phối viên hỗ trợ nạn nhân sẽ sẵn sàng giúp đỡ và giáo hội hoa kỳ sẽ quyết tâm dấn thân trong việc chữa lành và hòa giải. tin Vatican Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện phụng vụ. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện phụng vụ cho hàng giáo sĩ và cộng đồng dân chúa. Đồng thời, Ngài cổ vũ sự cộng tác của các hội đồng giám mục với Bộ phụng tự của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 2 năm 2019, dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nhóm tại Vatican từ ngày 12 đến sáng ngày 15 tháng 2 về việc huấn luyện phụng vụ cho dân Chúa. Trong số các tham dự viên có 22 hồng y, 18 tổng giám mục và 11 giám mục thành viên của bộ đến từ Nam Châu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần vun trồng sự thường huấn cho các giáo sĩ và giáo dân, nhất là những người dẫn thân trong các công tác phục vụ phụng vụ. Về các thừa tác viên thánh chức hướng tới nghệ thuật cử hành lành mặn, lời nhắc nhở của công đồng vẫn có giá trị đó là tuyệt đối cần thiết dành chỗ đứng thứ nhất cho việc huấn luyện giáo sĩ về phụng vụ. Trước đó, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu hãy tránh những thái độ cực đoan về phụng vụ, những thái độ ý thức hệ vô ích, coi những ý tưởng riêng của mình có giá trị trong mọi bối cảnh, để rồi chống đối những người không quan niệm như mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi người ta tiếc nuối thương khóc những xu hướng quá khứ, hoặc muốn áp đặt những điều mới mẻ, thì người ta có nguy cơ đặt thành phần lên trên toàn thể đặt cái tôi trên dân chúa, đặt trừ tượng trên cụ thể, đặt ý thức hệ trên tình hiệp thông, đặt điều trần tục trên điều thiên liên. Tin Hàn Quốc Hàn Quốc mong muốn hòa bình và thống nhất. Hôm 12 tháng 2, Đức cha Hyginus Kim Hê-jong, Tổng Giám mục Quang Châu, và là chủ tịch hội đồng giám mục Hàn Quốc cùng một số phái đoàn gồm 200 lãnh đạo dân sự và tôn giáo người Hàn Quốc đã vượt biên giới thăm Bắc Hàn nhân dịp năm mới. Đức Tổng Giám mục cho biết, tôi nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng rằng hòa bình là mong muốn mạnh mẽ của người dân Bắc Hàn. Đây là khía cạnh quan trọng nhất mang lại hy vọng lớn lao. Ngài nhận thấy một tương lai tươi sáng trên con đường hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên sự kiện xuyên biên giới được tổ chức trong năm 2019 bởi một ủy ban chung xã hội dân sự và cộng đồng tôn giáo ở Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục nhận xét, từ đây có thể bắt đầu các dự án hợp tác mới khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau như du lịch, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, thể thao, nghệ thuật. Tất cả điều này xảy ra với sự đồng ý và hợp pháp chính thức của Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Cho Myong-jeong cũng là người công giáo như Tổng thống Moon Jae-in. Bộ trưởng tuyên bố rõ ràng rằng ông muốn tăng cường đối thoại và trao đổi văn hóa và dựa vào sự đóng góp quý báu của các cộng đồng tôn giáo để xây dựng sự hòa hợp với các nước láng giềng bên ngoài bức màn tre. Đức Giám Mục cũng chỉ ra rằng một khía cạnh hết sức quan trọng trong cuộc gặp gỡ đó là Triều Tiên dường như muốn gia nhập lại làm thành viên đầy đủ trong cộng đồng các quốc gia. <laughs> một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau